Không ăn mặt đâu. Lên nhà nghỉ mà ngủ chứ. Lên mà ngủ ngơi trên đây gì. Dì sướng ơi. Trời ơi đúng là thanh niên của Khả. Còn em là vợ chồng chứ không phải người yêu anh ạ. À, để vợ chồng thì lên nhà nghỉ mà ngủ cho thoải mái với tôi chứ đừng ở cho lành. Bọn em chuẩn bị đi về nhà tệ. Hả? Bọn em đi chuẩn bị đi về nhà chứ không phải đi nhà tệ. À đấy ạ. Mặc vải không là nha. Mặc quần vô. Mặc quần mặc vải nó mới nhanh chứ anh. Mặc vải mới nhanh nha. Mặc vải nó không cần của, không cần cởi. Đấy. Thì thằng đi sơ à, yếu con sơ à đứa. Mặc vải nó không cần cởi. À mặc vải nhanh gọn đó. Thật. Mà thằng đi ăn nhỏ nó biết làm. Có biết gì? Không biết mà hắn nhỏ không biết làm không? Nhỏ. Mà đâu mà hơn anh được, em biết anh nhưng mà hơn. Anh có biết anh sinh năm bao nhiêu? Anh cho mày 95 đấy. 95 tuổi tạ quá trọng, một người nhỏ thì chín mà đâu mà to được. Anh thấy chưa? Hả? À? Anh cho như thế sao mà em tiện làm được hứ? Rồi làm đi, anh bấm đèn cho mà làm, đó, giảm không? Thằng nữa mình đi giảm, yếu một sự nữa. Đó. Quá mất thật á, giảm. Không quay video, tắt ngay lập tức. À anh tắt rồi, cắn đi, cứ làm thoải mái đi. Điện thoại. Cầm không?